So sánh cầu nhà sách và cầu nhà tarot. Trên tay mình đây là một trái cầu 10.000 mới mùa nhà sắt. Các bạn thấy ấy, không logo, không tên hiệu, thương hiệu gì luôn. Đối thủ của em nó sẽ là trái cầu tarot bán nhân tạo 3 trong 1. Thì một ống đây xếp rớt tầm khoảng 201. Vị trí ra 12 trái là có khoảng 18.000 một trái thôi các bạn. Ôi trời, trái cầu không đi trời. Các bạn thấy không, mình dùng hết lực mà nó không đi được. Mới đập có 2 trái thôi. Mà cái lực tay của mình là lực tay yếu nhá. Đập 2 trái nó hư rồi. Còn bây giờ là mình vô test quả tarot nhé các bạn. Thì trái cầu này nó sẽ ổn định hơn, đánh cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và đây là trái cầu 10.000. Rè thì có rè thật nhưng mà mới đánh có 2 cái thôi, bung hết lông rồi. Còn đây là trái cầu tarot 18.000. Đập quá trời đập, tạt quá trời tạt mà nó cầu y hệt như mới.